thử thách là mình với cả mình là Lâm nhá. Mình thử thách là hai mình sẽ thử thách ăn mì tôm nhé. Là mình bắt đầu nướng luôn. Để tí lấy không? Lấy đây là cái gì vậy? Ai, giờ đến đây này. Rồi nhiều nước nhé. Được chưa? Ok. Ok nha. Ok, siêu cay. À, thử thách là không uống nước nha. Cho tí lại. Ăn nha. Giờ đây cái thứ nước cay. Đây không được. Bắt đầu ăn. Mời lên tiếp theo không? Nào, đếm nhá. Cái mày ăn mình nhất nhá. Từ từ. 1 2 3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh môi rồi. Yeah.